Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Harley Cooking. Với tiêu chí truyền cảm hứng nấu nướng cho tất cả mọi người, ngay cả với những người không được khéo tay cho lắm, nên các bạn có thể nhận thấy những công thức của Ly đa phần đều tối giản để ai xem cũng cảm thấy là mình cũng có thể làm được. Nhưng mà không phải vì thế mà hương vị các món ăn sẽ kém ngon, mà thực ra là nếu bám sát định lượng và thành phần nguyên liệu Ly đưa ra thì các bạn đã đạt đến 90% sự thành công rồi. Bởi vì bí quyết của Ly chính là nằm ở cái cách gia giảm mà. Sẽ có những món rất cầu kỳ nhưng lại có những cái ngon nó đến từ sự đơn giản. Món bê cuộn hôm nay là một ví dụ. Các bạn biết vì sao ở phần nguyên liệu đầu clip Ly lại liệt kê hạt mùi không? Bởi vì hạt mùi tạo nên vị thơm vừa quen vừa lạ, vẫn là nổi mùi thơm đặc trưng của gừng xả nhưng lại có một cái gì đó kết nối cùng miếng thịt làm nó trở nên đặc biệt hơn. Các bạn thử xem Ly nói đúng không nhé. Còn trong clip này, Ly chỉ thực hiện theo cách sử dụng gia vị cơ bản là gừng xả thôi vì có nhiều bạn không mua được hạt mùi. Ở món bê cuộn thì quan trọng nhất phải là thịt bê. Các bạn chọn miếng thật là tươi, nhiều bì một chút để đủ cuộn tròn. Và ngon nhất vẫn là dùng phần lõi chuột bên trong cái bắp của con bê ấy. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, chế nước và đem đun. Lúc mới đun thì các bạn bật to lửa cho nó sôi bùng lên khoảng 15 phút để nó đủ nhiệt làm nóng toàn bộ cuộn thịt. Rồi mới hạ nhỏ lửa đun liu xiu để thịt có thời gian ngấm sâu các gia vị, cũng như là giúp cho miếng bì nhừ hơn. Bởi vì các bạn cũng biết là da bò, da bê thì rất là cứng. Đấy, đun thêm khoảng 30 phút nữa thì kiểm tra là thấy bì có độ mềm rồi thì các bạn gắp ra. Nếu mà muốn bì mềm hơn và tận dụng được hết cái ngọt của nước thì các bạn đun đến khi mà gần cạn. Đợi cho cuộn thịt nguội thì các bạn cắt hết cái dây cuộn đi. Giờ thì đi cắt thử xem là thịt đạt yêu cầu chưa nhá. Thịt chưa kết dính thế này chứng tỏ là chưa đủ độ nguội cần thiết đâu. Cần để nguội thêm cho miếng thịt chắc lại, thái nó mới đẹp các bạn ạ. Thành phẩm sau khi thái sẽ như thế này đây. Thịt bê sau khi luộc đã đủ đậm đà rồi. Tuy nhiên các bạn có thể chấm cùng tương gừng hoặc là tương ớt đều rất là hợp. Ăn kèm rau thì có dứa xanh, chuối chát và ngổ. Nhà mình chỉ ăn với mỗi ngổ thôi đã đủ ngon rồi. Ôi dồi ôi, nhắm cùng với chai bia lạnh nữa thì phê luôn. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn xem đến cuối clip. Xin chào và hẹn gặp lại.